mừng các bạn quay trở lại với video số 4. Hường sẽ chia sẻ về một hệ thống mượn nữa. Thì cái này ở trên thế giới người ta gọi đó là MLM, Multi Level Network, Multi Level Marketing. Tức là những người họ làm, mà ở Việt Nam mình có một cái chữ mà mình nghe mình hơi nhạy cảm đúng không? Đó là cái chữ đa cấp. Thực ra thì thôi Hường không bàn về đa cấp ở Việt Nam hay nước ngoài nữa nha. Thôi Hường chỉ chia sẻ về kiến thức thôi. Thì đối với một hệ thống mượn MLM thì nó là đối với một cái hệ thống uy tín thì họ đã xây một cái hệ thống đã được quy trình sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần bán sản phẩm đầu tiên và sau đó khách hàng mua của mình thì gần như là họ là khách hàng trọn đời đấy. Họ mua cứ phát sinh đơn hàng là chúng ta sẽ có hoa hồng, kiểu vậy, gọi là khách hàng trọn đời. Cái này cũng là khách hàng trọn đời nè. Thì bây giờ khách hàng trọn đời MLM thì giống như kiểu là chúng ta sẽ là đây, chúng ta sẽ bán một vài khách hàng, kiểu khách hàng A, B, và sau đó thì mình, khách hàng này là của mình luôn rồi, khách hàng này là của mình, họ mua gì họ cứ mua thêm là chúng ta sẽ nhận hoa hồng vậy đó. Và điều đặc biệt ở đây thì có thể là khách hàng này tùy hệ thống nha, nhưng mà đối với MLM thì nó, các hệ thống nó tương tự nhau thôi chứ không có giống nhau hoàn toàn. Thì đối với ông A này, ông mua thêm, ông bán thêm được một ông C rồi đấy, thì chúng ta sẽ nhận được một chút hoa hồng từ cái này, một chút thôi đấy. Thì ông này ông bán thêm nên nhận hoa hồng. Thì thực ra thì nó cũng có một chút khác nữa trong cái này. Các bạn cần phải có một cái video chuyên sâu hơn để chia sẻ về cách trả hoa hồng của rất là nhiều nhà cung cấp mà bán chia hoa hồng theo kiểu MLM. Thì tùy, có người thì họ bán như thế này là khách hàng trọn đời thôi, thì cũng có nhà thì họ, nhà cung cấp thì họ sẽ hoa hồng theo kiểu cấp bậc, tức là hai nhánh. Và đối với cái việc mà bán cái sản phẩm như thế này thì cũng khá là tiện, bởi vì chúng ta chỉ cần bán được cho khách hàng đó sản phẩm đầu tiên thôi, và sau đó thì khách hàng đó họ mua thêm thì chúng ta sẽ có hoa hồng, cứ mua thêm thì chúng ta sẽ có hoa hồng. Như vậy nếu mà một nhà cung cấp tốt, nếu mà cái công ty vendor, một cái vendor đây là một nhà cung cấp tốt, họ chuyên sản xuất những sản phẩm có chất lượng và những sản phẩm được khách hàng mua lại thường xuyên. Hồi xưa thì các bạn làm đa cấp, ví dụ như M-way, no skin, vân vân, thì những cái đó thì các bạn sẽ làm theo hướng truyền thống. Nhưng đối với những công ty đa cấp theo hướng affiliate marketing hiện đại thì nó sẽ có một hệ thống link. Chúng ta sẽ bán theo một hệ thống link giống như bán ở trên Clickbank vậy. Thì chúng ta chỉ cần copy cái link đó và chúng ta đưa cho khách hàng bán, thì chúng ta bán cho họ thì chúng ta sẽ có được khách hàng đó. Và tùy hệ thống thôi, ví dụ có người này thì chúng ta sẽ có hồng theo tổng doanh số của người C. Vâng, thì cái này nó dài lắm, Hường chia sẻ nó bị loãng. Thì chúng ta cũng biết là MLM thì nó là hồng theo nhánh như vậy. Và có một điều nữa, đối với những cái hệ thống mượn như thế này, thường là doanh số của chúng ta, hoa hồng của chúng ta thu được là rất cao. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi nó cũng sẽ có một số điều kiện. Đó là nếu mà chúng ta muốn nhận hoa hồng trọn đời thì chúng ta cũng sẽ phải mua sản phẩm của họ. Đó là cách mà có thể là duy trì được cái mức hoa hồng của mình. Có cái nhược điểm là chúng ta phải mua sản phẩm của người ta. Thì thường thì nếu mà các bạn sử dụng những sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm liên quan tới sức khỏe và sắc đẹp, những sản phẩm đó mà nếu mà các bạn không dám dùng thì cũng đừng có bán cho khách hàng của mình dùng. Do đó cái việc mà chúng ta sử dụng, chúng ta mua sản phẩm và sử dụng sản phẩm của nhà cung cấp mà mình mua, nhà cung cấp mà chúng ta đang quảng bá thì cũng hợp lý. Bởi vì hoặc là những sản phẩm liên quan tới edu online, tức là những sản phẩm liên quan tới giáo dục vân vân, thì chúng ta là người học thì chúng ta mới bán lại cho người khác. Nếu mà ngay cả mình không dám học, ngay cả mình mà cũng không dám sử dụng sản phẩm làm đẹp, sản phẩm liên quan tới sức khỏe đó thì cũng đừng quảng bá cho khách hàng của mình. Nên cái việc sử dụng sản phẩm của họ là chuyện bình thường. Ngay cả cái việc membership này nè, các bạn cũng để ý thấy là khi mà chúng ta là khách hàng của họ thì chúng ta mới được quảng bá thôi, Do vậy thì cái việc mà chúng ta thường xuyên gia hạn mua sản phẩm của họ là điều hiển nhiên không? Thì nói chung là những cái đó thì chi phí không hề cao, nó khá là nhỏ. Nếu mà chúng ta muốn nghĩ lớn, think big lên, chúng ta có những dòng thu nhập khổng lồ thì những cái khoản chi phí đó thì mình cũng, nếu mà chúng ta quan tâm quá, bởi vì rào cản là những khoản chi phí đấy, thì chúng ta sẽ rất khó để có thể tạo ra được những con số từ cái việc affiliate marketing. Đấy, thì quan trọng là sản phẩm của mình mang lại giá trị tốt cho khách hàng và được kiểm chứng rồi thì chúng ta có thể quảng bá. Thì các bạn nếu mà các bạn còn hoang mang tới việc đa cấp hay không đa cấp thì thôi đừng xem cái video này nữa. Thì Hường cũng không biết làm nào, thì chúng ta cần phải tỉnh táo hơn, chúng ta cần phải sáng suốt hơn, cần phải có một cái open mind hơn một chút để chúng ta có thể là tạo ra những con số và sống một cuộc sống nó có giá trị thật ha. Rồi cái đây là khách hàng chọn đời. Còn thực ra thì cả hai cái này Hường đều làm. Ngoài cái việc mà làm bán cái sản phẩm affiliate marketing ở thị trường nước ngoài, Hường cũng có quảng bá tại thị trường Việt Nam. Và đối với hai nhóm này thì Hường cũng có cái team họ đang làm. Và nếu như các bạn là học viên khóa học 90 days up affiliate với Clickbank kia sau, các bạn đang làm Clickbank và là học viên của Hường muốn tham gia vào hai cái chương trình này, đội của Hường, thì các bạn cũng có thể là tham gia. Thì Hường cũng sẽ training và training thêm về làm sao để bán được sản phẩm này và không phải đóng học phí gì cả, các bạn chỉ cần là tham gia. Nhưng mà trước khi tham gia thì Hường muốn nói đến những cái điều kiện, cũng như là Hường phải nói trước để đỡ phải nhắc sau này, đỡ khổ. Bởi vì nếu như các bạn làm thì mới theo quyết định làm và thực sự là nghiêm khắc với bản thân mình ấy, thì mới tham gia, còn không thì thôi. Để Hường nói trước cái chỗ là điều kiện để mà tham gia vào team của những thành viên họ làm, dấn thân vào những con đường làm affiliate hoa hồng cao hơn, thu nhập lớn hơn một chút. Thì điều kiện thứ nhất là các bạn phải là người nghiêm túc. Nếu mà xem affiliate là một cái lĩnh vực nào đó mà thử chưa phải là thật thì các bạn nên tìm hiểu ở đâu đó, đừng có ngỏ lời tham gia vào team, bởi vì rất là mất công, tốn thời gian của nhau làm gì. Nếu mà cùng đi với nhau thì đi đường dài, còn không thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại khi mà các bạn quyết định đi đường dài, còn không thì thôi. Chứ không mà tham gia chút xong bỏ thì mất công, hưởng tốn sức, tốn thời gian của nhau lắm. Cái thứ hai nữa đó là phải chịu chơi. Tức là cái bản thân mình ấy và là người kỷ luật ấy. Kỷ luật thì chúng ta mới tạo ra được những con số lớn được. Và cái yếu tố thứ ba về vốn. Thì nếu mà các bạn muốn bắt đầu một công việc kinh doanh không cần vốn thì đây không phải là công việc dành cho các bạn. Bởi vì đối với affiliate marketing là một lĩnh